Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong video học từ vựng tiếng Anh ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với chủ đề về chăm sóc răng và khám sức khỏe. Và ở trong video lần này, chúng ta sẽ học từ vựng, học ngữ nghĩa, học cách phiên âm cũng như là cách phát âm chuẩn quốc tế của các từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề về chăm sóc răng và khám sức khỏe. Và ở trong tiếng Anh ấy, thì chăm sóc răng và khám sức khỏe sẽ được nói như sau. Medical and dental care. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là chụp tia X-quang. Tức là khi chúng ta bị nghi ngờ chúng ta bị gãy xương hoặc là chúng ta bị bong gân, trầy khớp gì đấy thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chụp tia X-quang để biết là có bị hay không. Và chụp bằng tia X-quang thì sẽ được nói như sau. X-ray. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là xe lăn. Những cái người mà bị khuyết tật hoặc là những người bị gãy chân thì chúng ta phải sử dụng xe lăn, đúng không ạ? Một công cụ hỗ trợ chúng ta đi lại. Và xe lăn ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Wheelchair. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là băng đeo. Khi chúng ta bị gãy tay và chúng ta sử dụng cái băng đeo này để cố định cái tay của chúng ta. Và băng đeo ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Sling. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là băng vết thương nhưng mà loại nhỏ. Ví dụ như chúng ta tiêm xong ấy thì bác sĩ hay dán cái băng vết thương này chúng ta, hoặc là chúng ta bị đứt tay thì chúng ta có thể lấy cái băng vết thương này để chúng ta dán. Và băng vết thương ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Band aid. Band aid. Band aid. Band aid. Band aid. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là bó bột. Khi chúng ta bị gãy tay, gãy chân hoặc là bị rạn xương chẳng hạn thì chúng ta hay sử dụng phương pháp là bó bột. Và bó bột ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Cast. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là bàn khám bệnh. Bàn khám bệnh ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Examining table. Examining table. Examining table. Examining table. Examining table. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là từ cái nạng, tức là một cái dụng cụ hỗ trợ chúng ta đi lại khi cái vấn đề đi lại của chúng ta gặp khó khăn. Và cái nạng ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Crutch. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen ở đây chính là nhân viên chăm sóc y tế, chức năng là hộ lý. Và hộ lý ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Attendant. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là ống nghe, giúp chúng ta khám lồng ngực hoặc là khám tim, khám phổi vân vân đấy. Và ống nghe của bác sĩ thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Stethoscope. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là biểu đồ theo dõi.
Tức là cái biểu đồ mà giúp mà bác sĩ có thể theo dõi được cái mức độ tiến triển bệnh của bệnh nhân. Và cái biểu đồ theo dõi ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Chart, 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 chart. Tiếp theo nữa là bác sĩ, một thành phần rất là quan trọng đúng không ạ? Và bác sĩ ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Doctor, 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 doctor. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là cái cáng. Cái cáng ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Stretcher, 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 stretcher. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là các cái dụng cụ dùng trong việc mổ. Ví dụ như kéo này, kìm này, rồi kẹp này, rồi nhíp vân vân. Và các cái dụng cụ dùng trong mổ xẻ thì sẽ được nói như sau. Instruments, 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 instruments. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là người làm công tác vệ sinh răng miệng. Và cái người làm công tác vệ sinh răng miệng ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Dental hygienist, dental hygienist, dental hygienist, dental hygienist, dental hygienist. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là máy khoan, cái dụng cụ để giúp chúng ta khoan răng để làm răng đấy. Và cái máy khoan ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Drill, 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 drill. Các bạn chú ý khi các bạn theo dõi video của mình, các bạn hãy để ý vào màn hình. Mình đã đưa hình ảnh minh họa lên màn hình và mình cũng ghi từ vựng, ghi ý nghĩa, ghi cái cách phiên âm của từ vựng lên màn hình. Và khi mình phát âm ấy thì các bạn cũng nên là nhẩm lại theo cái cách phát âm của mình. Như vậy thì các bạn sẽ nhớ được từ vựng một cách nhanh hơn, nhớ được đúng hơn, và cái cách phát âm của các bạn sẽ không bị sai, và cái cách phát âm này là đúng theo chuẩn của quốc tế hay sử dụng. Và từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là cái chậu hoặc là cái bồn rửa của nha sĩ. Thì cái chậu hoặc là bồn rửa của nha sĩ ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Basin, 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 basin. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là cái người rất quan trọng trong việc làm răng đấy chính là nha sĩ. Nha sĩ ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Dentist, 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 dentist. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là bàn đạp ở trong cái ghế của nha sĩ. Và cái bàn đạp này thì sẽ giúp cái ghế nâng cao hoặc là hạ thấp hoặc là phun nước hoặc là vân vân. Rất nhiều chức năng ở trong cái bàn đạp này. Và cái bàn đạp của nha sĩ ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Pedal, 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 pedal. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là y tá. Và y tá ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Nurse, 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 nurse. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là bệnh nhân. Bệnh nhân ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Patient, 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 patient. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là mũi khâu. Khi chúng ta bị đứt tay hoặc là chúng ta bị một vật nào đấy đâm vào người thì chúng ta phải khâu lại. Và mũi khâu ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Stitch, stitch,
Stitch. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là cồn. Cồn tức là có tác dụng vừa là chất đốt, vừa là dụng cái chất để giúp chúng ta diệt khuẩn, đúng không ạ? Và cồn ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Alcohol. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là bông gòn. Bông gòn tức là khi chúng ta chích vào tay hoặc là chúng ta đi lấy máu hoặc là chúng ta tiêm xong ấy, thì người ta sẽ lấy cái bông gòn này cho người ta đắp vào cái chỗ tiêm. Và bông gòn ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Cotton balls. Cotton balls. Cotton balls. Cotton balls. Cotton balls. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là băng y tế. Và băng y tế ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Bandage. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là miếng gạc. Miếng gạc ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Gauze pads. Gauze pads. Gauze pads. Gauze pads. Gauze pads. Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là cái kim. Cái kim này thì có thể là kim tiên, tiêm hoặc là kim truyền. Và cái kim ở trong tiếng Anh thì sẽ được nói như sau. Needle. 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 Từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ làm quen đấy chính là ống tiêm. Và ống tiêm ở trong tiếng Anh thì sẽ được phiên âm và phát âm như sau. Syringe. 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 Như vậy là các bạn vừa cùng mình làm quen rất nhiều từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề về chăm sóc răng và chăm sóc sức khỏe. Và hy vọng là video có ích đối với tất cả các bạn. Trong lúc các bạn xem video, nếu các bạn thấy video của mình có ích, các bạn có thể bấm nút like và chia sẻ video giúp mình. Nếu như các bạn thấy kênh YouTube của mình có ích, các bạn có thể bấm nút là subscribe đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình và nhấn vào hình chiếc chuông để ủng hộ mình cũng như là để xem video học tiếng Anh mới mỗi ngày. Và nếu như có vấn đề gì cần góp ý thắc mắc thì các bạn vui lòng comment vào phần dưới video. Mình sẽ theo dõi thường xuyên và sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách sớm nhất có thể, cũng như là tiếp thu ý kiến của các bạn để khắc phục các video tiếp theo. Một lần nữa thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.